Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh Tiếp Ca. Trước mặt chúng ta là mẫu xe Mitsubishi Triton thế hệ hoàn toàn mới năm 2024. Trong lần ra mắt này thì Triton có 3 phiên bản với mức giá quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Và chiếc xe này trong lần ra mắt này có cái gì mới và có thực sự hấp dẫn hay không? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu rất nhanh trong video ngày hôm nay. Điểm thay đổi đầu tiên và cũng là rất đáng chú ý đó chính là về thiết kế. Nhìn nó vuông vức hơn rất nhiều và chắc hẳn là sẽ hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam hơn. Tuy nhiên là về khía cạnh này, chúng tôi rất mong muốn là quý vị cùng chia sẻ quan điểm của mình, bởi vì là mỗi người có thể có một cái gu thẩm mỹ khác nhau. Và bây giờ chúng ta hãy đi vào những cái điểm quan trọng nhất về mặt kỹ thuật. Tổng thể thì chiếc xe này đã được điều chỉnh cả chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Cụ thể là tổng chiều dài của mẫu xe này bây giờ dài gần tương đương với Ford Ranger và dài hơn hệ cũ rất nhiều. Và đặc biệt, một chi tiết, một thông số mà tôi rất quan tâm đó chính là chiều dài cơ sở của thế hệ mới này đã tăng tới 130mm so với thế hệ trước đó. Chính vì vậy mà nhìn chiếc xe, nhìn theo chiều ngang, trông nó trường dáng hơn rất nhiều. Tiếp đó, chiều rộng cơ sở cũng đã tăng lên, tăng đáng kể so với thế hệ trước. Điều này không chỉ làm cho chiếc xe trông bề thế hơn, vạm vỡ hơn, mà chắc hẳn là sẽ thay đổi rất nhiều về cảm nhận khi mà chúng ta di chuyển trên địa hình off-road. Triton thế hệ mới có hai bản động cơ, đều mang dung tích xi lanh là 2.4 lít. Tuy nhiên, hai phiên bản ở dưới thì trang bị động cơ 2.4 lít turbo đơn và các thông số thì tương đương với thế hệ trước. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất này thì trang bị là biturbo. Các thông số về công suất hay là sức kéo quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình: 204 PS và 470 Nm. Như vậy là về mặt lý thuyết là mạnh gần bằng so với Ford Ranger phiên bản cao cấp nhất. Đi cùng với động cơ này là hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dẫn động là 4 bánh bán thời gian Ford WD Super Select 2. Về trang bị an toàn thì Triton thế hệ mới cũng là chiếc xe mà có trang bị dồi dào trong phân khúc. Danh sách về trang bị an toàn quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Ở đây thì chúng tôi chỉ điểm ra những cái trang bị mà tiêu biểu nhất và đáng kể nhất. Đầu tiên phải kể đến đó chính là hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động AYC. Tiếp đó là hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, có cả phanh tự động khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo điểm mù hay là camera toàn cảnh 360 độ. Trang bị an toàn nổi bật phần đầu xe đó chính là đèn chiếu xa tự động. Chỉ hơi tiếc là trong lần ra mắt này, cũng như truyền thống của Mitsubishi trên một số mẫu xe khác thì chiếc xe này không có hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. Nhưng mà những trang bị an toàn nó sẽ hoạt động trong thực tế ra sao thì có lẽ là chúng tôi sẽ phải bố trí một buổi riêng để thử nghiệm trên địa hình thực. Ở phần gầm xe thì ngoài việc điều chỉnh hệ thống khung gầm, tức là dài hơn, rộng hơn, thì hệ thống treo cũng đã được cải tiến. Như hãng công bố thì cả hệ thống treo trước và treo sau đều đã được tinh chỉnh để tạo cảm giác là ổn định và vững chãi hơn khi mà chúng ta di chuyển tốc độ cao hay là khi mà chúng ta di chuyển vào đường xấu. Kích cỡ lốp và la răng thì y hệt so với thế hệ trước, cụ thể là cỡ lốp 265/60R18. Và đây là phiên bản Atlas, tức là phiên bản cao cấp nhất. Nhưng rất tiếc, không hiểu sao thì bực thùng vẫn không có trợ lực. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nội thất xe. Ngay khi mà ngồi vào đây thì ta sẽ thấy là nội thất thay đổi hoàn toàn so với thế hệ trước. Tuy nhiên thì đúng như phong cách của người Nhật, vẫn mang phong cách cổ điển, có một chút gì bảo thủ trong đó. Tiếp đó là về chất liệu thì chiếc xe này, đây là phiên bản cao cấp nhất, là sự kết hợp giữa da và da lộn. Và đặc biệt là thiết kế của ghế mang đậm phong cách thể thao. Tuy nhiên thì tôi là người hơi gầy, chính vì vậy mà khi mà ngồi vào đây thì cảm giác là cái lưng ghế nó hơi lỏng lẻo một chút thôi. Với những quý vị mà là nặng cân hơn, ví dụ như là trên 75kg chẳng hạn, thì tôi đánh giá là có thể sẽ ngồi cảm thấy chắc chắn hơn trong mọi điều kiện di chuyển, ví dụ như là khi mà chúng ta ôm cua hoặc là di chuyển vào đường xấu. Xin được nhấn mạnh thêm về mặt tư thế ngồi, tôi cao khoảng 1m67, 1m68, thế nhưng mà không hiểu sao cái tỉ tay này vẫn không thể vừa, cũng không thể trượt, không thể điều chỉnh. Và đây chính là một trong những điểm mà có lẽ là thiết kế của Triton vẫn có cái gì đó cần phải cải thiện hơn nữa ở phiên bản tiếp theo. Ghế lái chỉnh điện tám hướng và có cả chức năng điều chỉnh độ phồng lưng ghế. Một số chi tiết khác ví dụ như là táp lô này, phần này là nhựa mềm này, phần này là bọc da này. Và tất cả những gì mà chúng ta tì chạm đều được bọc da. Vô lăng bọc da với các đường chỉ khâu màu vàng cam, mang phong cách thể thao. Và đương nhiên là điều chỉnh bốn hướng. Trên vô lăng có đầy đủ tất cả những chức năng mà chúng ta có thể kiểm soát, ví dụ điều chỉnh âm lượng này, menu, đàm thoại rảnh tay và các nút bấm của hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn thông minh. Ví dụ đây là hệ thống điều khiển cruise control chủ động, hành trình chủ động. Đây là giữ khoảng cách với xe phía trước này. Phía trước vô lăng là màn hình điều khiển đa thông tin kích thước là 7 inch. Giao diện này là sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Thoáng nhìn thì chúng ta sẽ tưởng là đầy đủ, nhưng hóa ra ở đây chúng tôi không còn thấy lẫy chuyển số thể thao. Đây có lẽ là một cái sự điều chỉnh đáng tiếc trên thế hệ mới này.
Ở trung tâm tablo là màn hình giải trí kích thước là 9 inch. Kết nối thì đầy đủ, tuy nhiên thì như chúng tôi đã giải thích là mang phong cách cổ điển. Ở phía dưới này thì điều hòa tự động hai vùng độc lập, có chế độ Max Cool. Ở đây trong một cái khu vực chật hẹp thế này, chúng ta có rất nhiều thứ. Nút bấm khởi động này, cổng sạc Type-C này, cổng sạc USB và nút bấm để kích hoạt khóa phía sau cổng sau. Ở đây thì có một cổng sạc 12V nữa. Và đây là một khay sạc không dây. Cũng như thế trước thì Triton thế hệ mới này được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh Super Select phiên bản 2. Ở đây thì ta sẽ thấy là một số những cái nút bấm rất quan trọng. Đây là hệ thống hỗ trợ đổ dốc này. Nút bấm lựa chọn các chế độ lái. Thì chiếc xe này có tới 7 chế độ lái. Cụ thể các chế độ lái quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Và đây là nút gài cầu 2H, 4H, 4HLC và 4LLC. Như vậy là về mặt truyền động thì thế hệ mới này cũng tương tự như thế hệ trước đó. Với việc điều chỉnh kích thước thì không gian hàng ghế sau đã rộng hơn thế hệ trước. Ở đây tôi ngồi thoải mái và phía trước vẫn còn khoảng 20cm. Như vậy là rất thoải mái. Độ ngả lưng ghế cũng ở mức phù hợp. Ở đây thì có một số tiện ích khác, ví dụ như là cửa gió điều hòa cho từng ghế. Có tới 3 cổng sạc, một cổng sạc 12V, một cổng sạc Type-C và một cổng sạc USB. Ở đây thì có tì tay, tích hợp học đựng chai nước, ly nước. Nói chung là không gian này chúng ta sẽ cảm thấy hài lòng hơn so với thế hệ trước đó. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau trải nghiệm rất nhanh mẫu xe Mitsubishi Triton thế hệ hoàn toàn mới năm 2024. Và quý vị đánh giá sao về thế hệ mới này? Nó có thực sự đáng giá và hấp dẫn hay không? Chúng ta cùng nhau chia sẻ ý kiến bằng cách bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và rất mong được gặp quý vị trong những video tiếp theo trên kênh Tipcar.